tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5 từ câu 31 tới câu 47. Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông ấy trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môsê thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin thì làm sao tin được lời tôi nói? Quý vị và các bạn thân mến, cứng lòng tin là tình trạng của những người Do Thái thời Chúa Giêsu, đặc biệt là những người Pha-ri-siêu và luật sĩ. Để tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, họ đã đòi phép lạ, và Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ cho họ. Họ đòi dấu chỉ, và Chúa Giêsu cũng cho họ thấy những dấu chỉ. Còn trong bài tin mừng hôm nay, họ đã đòi có người làm chứng. Chúa Giêsu đã dẫn chứng ra tất cả các ngôn sứ đều nói về người, và nhân chứng rõ ràng nhất là Gioan Tẩy Giả, nhưng họ vẫn không tin. Sau cùng, Chúa Giêsu lại đến nhân chứng quan trọng nhất, chính là Thiên Chúa Cha. Người nói: "Tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính Ngài cũng đã làm chứng cho tôi." Với những nhân chứng, dấu chỉ và nhiều phép lạ như vậy mà người Do Thái vẫn không tin, đó là vì họ sợ phải thay đổi cuộc sống, phải thay đổi những đam mê của họ. Đặc biệt đối với những người luật sĩ và Pha-ri-siêu, một khi đã tin vào Chúa thì họ sẽ bị mất chức vị, quyền lợi mà họ đang có. Họ sẵn sàng thỏa hiệp loại bỏ ánh sáng chân lý để chọn bóng tối. Họ sẵn sàng loại trừ, đóng đinh và giết chết Chúa tên thập giá để họ có thể giữ lại quyền lợi chức vụ của mình. Lạy Chúa, ước chi hôm nay chúng con luôn biết nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng nữa.